Bộ phim truyền hình cực hot She Was Pretty, cô nàng xinh đẹp phiên bản Việt chính thức tuyển diễn viên trên toàn quốc. Bất kể bạn là ai, bất kể bạn ở đâu, bất kể bạn có giới tính nào, bất kể bạn có kinh nghiệm diễn xuất hay không, chỉ cần tự tin và có đam mê diễn xuất, có ngoại hình hoặc tài năng ca hát nhảy múa, là fan hâm mộ của phim She Was Pretty phiên bản Hàn, bạn sẽ có cơ hội trở thành diễn viên chính hoặc phụ trong dự án bom tấn truyền hình She Was Pretty, cô nàng xinh đẹp phiên bản Việt với tên gọi Mối tình đầu của tôi. Casting sẽ diễn ra tại hai thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 4 năm 2017, Hà Nội ngày 8 tháng 4 năm 2017. Hãy tải đơn đăng ký tại Fanspace Mối tình đầu của tôi, điền đầy đủ thông tin và gửi kèm hai hình chân dung và toàn thân tới email mối tình đầu của tôi avongtvhub.com.vn. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 0902 365 198. Mối tình đầu của tôi phát sóng tháng 9 năm 2017.